xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì em đang test đôi loa Classico CSB10B. Thì đây là đôi loa vỏ gỗ rất hiếm của hãng quý vị, sở hữu một bát 25 và một kép kèn. Thì cấu hình bên trong nó rất là khủng quý vị, phân tầng rồi củ loa rồi củ chép rất là khủng ha. Em sẽ tháo nội thất ở một clip sau, em sẽ tháo nó thoát được quý vị và các bạn chiêm ngưỡng. Và đôi này thì bên em cũng đã có bán rất nhiều rồi, và đối với thương hiệu Classico thì quá quen thuộc đối với shop em nha quý vị. Em đã có rất nhiều những bản test. Thì nói thật với quý vị như thế này, đôi này sở hữu bass 25, em so với hẳn với đôi JBL sở hữu bass 30 này quý vị. Nếu mà đánh cùng một bản nhạc, cùng một dòng nhạc thì quý vị sẽ nghe cái độ chất, cái độ khác của dòng Classico quý vị. Con này sẽ đánh chắc hơn, lực hơn quý vị, và cái khẳng định luôn cái tiếng chép là cực kỳ luôn, tiếng chép là trên co luôn quý vị đó. Và với cái mức giá nó vừa phải, nó dễ chịu hơn dòng JBL quý vị. JBL thì do cái thương hiệu của nó đẩy lên nó quá cao, thì cùng là một cái thương hiệu, Classico là một cái thương hiệu loa được sản xuất tại Nhật, của Mỹ quý vị, sản xuất tại Nhật nha. Nó sản xuất tại Nhật, thị trường Nhật, xuất sang thị trường Mỹ đó rất nhiều, thì trên toàn thế giới. Thì dòng Classico này thì anh em mà hát karaoke nhé, tiếng nó cực kỳ sáng luôn quý vị. Nếu mà anh em mà có sử dụng RTA mà anh em đo thì quý vị thấy cái phần khi mà anh em đo RTA, thường em đo những đôi loa mũ để set up phòng cho khách đó, thì quý vị thấy cái dải trên của nó sẽ nhỉnh hơn những cái đôi loa khác trên thị trường quý vị. Thậm chí những đôi loa chính hãng như Wackfeder, những đôi bass 30 trên thị trường giá mấy chục triệu mà cái RTA nó không đẹp bằng những cái Classico này quý vị. Cực kỳ đẹp luôn quý vị, đưa vào rất là dễ chỉnh quý vị cân. Quý vị thấy ở đây nó cái phần tầng của nó khủng như thế này nè, khoảng 30 CSB10. Đó. Con này thì chúng ta đánh PA được luôn ha. Chúng ta dỡ cái này ra, chúng ta gỡ cái miếng này ra, gạt công tắc qua đây, đó, đánh PA, đánh bass riêng, chép riêng. Đó. CP10N công suất là 500W nha quý vị. Full range là 500W maximum ha. Thì công suất RMS thì nó tầm 250. RMS là cái công suất thực của nó nha quý vị. Còn maximum là công suất chịu đựng tối đa, có nghĩa là nó chịu đựng được 500W. Thì chúng ta đánh qua 500W thì có thể nó hỏng rồi. Còn RMS thì cái là cái công suất trung bình của nó tiêu thụ là để đô la được bền bỉ là tầm 250 tới 300W. Rồi thì với một cái công suất như thế này thì thật sự là đủ chúng ta hát karaoke một cái phòng tầm vài chục mét vuông rồi quý vị. Anh em thích chơi súp thì tìm súp. Thì ở đây là đô la thùng gỗ, thùng rất nặng nha quý vị, và nó rất đẹp. Đấy. Về thì đương nhiên nó có những cái vết trầy này ha, nhưng mà cái này thì xử lý được vì thùng gỗ nó cũng dễ quý vị. Đó, thùng gỗ sơn sần chống nước nha. Thấy cái nội thất bên ngoài cực kỳ gấu không? Và cái đô la này thì có cái mức giá rất là tốt quý vị, rất là tốt. Nè, giá chỉ có ngang ngửa với những đôi thùng nhựa của Classico cùng hãng thôi. Đó, rất là đẹp quý vị. Nói chung á, mỗi con nó sẽ có một cái ưu điểm quý vị. Đối với thùng nhựa, đối với thùng nhựa thì cái tiếng nó sẽ rất tuyệt vời nha, và cái tiếng bass cũng hay nữa. Đó, còn thùng gỗ này thì bass nó sẽ chắc, và phần dải trên thì nó sẽ không sáng bằng cái thùng nhỏ. Nói chung là mỗi cái, nhưng mà những đô la này nó như vậy là nó rất là hay. RTA của nó rất đẹp luôn quý vị. Đó. Cái phân tầng rất là khủng ha. Thì em đang ghép với con đẩy cờ Victor A300 đẩy cái con công suất là cực kỳ đẹp quý vị. Đó. VS A300 đánh rất căng đô la Classico này ha. Và con đẩy có mức giá là 6.800.000 quý vị. Thì ghép vào một con van cơ hoặc van số kèm một bộ micro thì chúng ta có thể vivo hát karaoke trên bộ dàn bãi xịn này với cái chất âm cực kỳ đẳng cấp nha quý vị.
Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.